Thuận Hạ. Cho anh Đặng Văn Viên nữa. Thương Văn Viên nữa. Rồi anh Đặng Văn Viên nữa. Rồi hết cơ hội. Dí Hưng. Rất tốt. Rồi ăn cám luôn rồi. Thương cỏ nữa các bạn. Tuyệt vời. Để đặt chạy trước nữa chứ. Ủa đâu? Chạy cho cố vô, vô không thấy. Lũi hả? Còn sống mà. Rớt ngay luôn mà. Nghe đâu? Ai biết. Đè bẹp cái bụi này cũng ra nó thôi. Thấy không? Trời ơi, uống gì? Ăn trên đây cơ chứ. Cây nào? Cái này, đây ngọn này nó rớt xuống đây nè, ngay đây luôn. Nhưng mà nó đi đâu rồi á? Ừ, nó đã bay đâu. Nó trong bụi này nè, nó để đi đâu đâu. Bay ra trên cô nhí các bạn nè, cho mấy bắn trong cô cường bay ra tiếu à. Ôi con xả bự luôn nữa các bạn. Trời. Một con. Ồ, rất đẹp không? Quá đẹp luôn. Quay lại đây nữa bắn luôn. Rớt sao lùm đó. Rớt ngay đây. Giờ kiếm đường vô lùm. Rớt rồi. Ê, đứng yên, thấy rồi. Rồi, cục. Vô qua anh Đăng ơi. Ngay cổ rồi. Kìa, thôi được bằng đó. Cho chắc đi. Vô sẽ
qua bển tận được. Cái đường qua bển đâu. Gân cò này nha các bạn. Đang đi tự nhiên bay vô chứ không biết. Nào phát chích queo. Ủa nó lúng đi vú luôn á. Đó là chỗ đó đó. Ở bản rừng cò dưới sông các bạn. Đang bò gãy cắm thì sao. Chắc nó gãy cánh à. Đang lũi vô. Nằng đang đi lụm các bạn. Rồi. Giờ dí nó ơi. Rồi xong rồi rồi. Rồi lụm. Tuyệt vời. Mình đứng trên cầu thì mình bắn xuống đó bằng cây ná dừa nữa các bạn. Tưởng tượng cò nha. Tuyệt vời. Lại chở à. Tiếc quá không quay pha bắn cho các bạn coi. Đó là ná dừa, tôi cũng bắn ná dừa luôn. Đơn giản. Nè, quá đơn giản. Đơn giản. Dạ, ăn con lép luôn. Con đó nó lủi nhanh lắm. Con này nãy thấy nó đứng đó cái bắn gãy cánh. Gãy cánh à. Ba tia. Thì sốc. Đợi con này mà tia nổi con đó. Đợi cho cái ngồi cười luôn á. Hay quá anh Đặng ơi. Quay à, lúc này quay à. Không có quay pha bắn. Nào bạn, con cò nè. Em có mồi cho EU nha. Đây nha các bạn. Rồi luôn. Phải phải nó nhựa luôn rồi. Thôi đi. Có cò đâu các bạn. Thôi lên đường. Chúng cắm xuyên vô người á. Chúng đầu hả? Quên. Ném chi cho nó chụp. Quên. Xin lỗi bà. Không mà bình tĩnh mà. Bị chân âm chân. Ôi mà. Căng quá. Trời cưng ơi, bây giờ chạy ra lấy xăng mưa nữa. Xuyên đầu qua cách. Quá im. Thấy chưa anh? Cửa bắn cò nữa bạn. Chết rồi đúng không? Ừ. Xòe rồi. Em tính bắn mà chạy không rồi. Bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây qua được đúng không? Nằm xòe rồi kìa. Nhà đó nhà hoang anh Đặng. Qua được. Không bước đây luôn nè. Ok. Nó đi bộ vô tuốt trong nó chết đó. Đó. Thấy chưa? Nằm xe rồi. Đâu rồi? Đến cửa là mày. Mày giỡn mặt với idol hả? Em thấy rồi, em thấy chỗ này gần xịt nè. Nhưng mà anh Cường đang lấy em để anh Cường bắn luôn. Em tuyệt vời. Ủa anh Cường hồi nãy nó đi bộ vô đúng không? Ừ. Trời ơi tính được không? Trúng đâu anh? Trúng cổ hả? Nghe anh đừng. Thế mà con hồi nãy không chết nhờ? Con nãy bay lông quá chứ. Có anh kem nữa hả? Em mày đưa anh chụp hình. Thấy trúng ngay gần cổ á chăng? Trúng cổ mà. Nó còn tỉnh á. Cái này tỉnh dậy chạy được á. Mất luôn chứ. Đi. Tuyệt vời. Hứa nhây. Con máy ngắm hả? Máy quay phim. Không ai chuyện máy trên đầu. Máy quay phim.
phải ăn kem mất đúng không? Nè anh Cường chai nước quanh nè, lấy chai đi. Ôi những gì đang có kem 3 cây. Mỗi cây một màu à? Mỗi kem một cây một màu. Đem ơi các bạn. Ngon quá. Cho lên con cò thôi. Ngon quá. Chạy. Nước của hồi nó chạy nước. Anh đã thấy em trên cái chuối. À cái dừa ấy này, cái dừa kêu cái chuối chịu nổi không? Nguyên cái ức luôn kìa. Con này rớt với em. Ớt. Con này chích chát. Đó, ức rồi. Ê nhìn anh chạy ra nhìn đi, nó trúng cái cổ rồi. Chúng phần nó dễ cục lắm. Hả? Chúng cổ mà. Nó còn bay kìa. Trời ơi, tin được không? Chúng cổ, chúng cái phần ức trở lên sao nó còn ấy ta? Nó còn khỏe rồi ta. Hên thôi.